Ok, cho chị nào, câu số 1. Đáp nào con? Đây, câu số 1 là C đúng nhỉ? Ok, C nó là chữ Y. Còn mấy cái kia là chữ I. Tiếp tục câu số 2 con. B đúng gì? B là I, còn mấy kia là Y. Tiếp tục câu số 3. D đúng gì? Câu 3 đáp án nào ở Kiên? Câu 3 là C chị. Ok, nó là lem. Đây chữ A bẹt, còn mấy kia là A con nhá. Tiếp tục câu số 4. Câu số 4 D đúng gì? Không, lại đi. Câu số 4 đó nào kia? B đúng không chị? Không được. C chị. Ok. Chữ cái này nó là sink. Là chữ thờ nhá, còn mấy kia là giờ, được chưa? Sink. Then and brother, those. Tiếp tục chị câu số 5. À. Ok, sugar là sữa nặng, được chưa? Tiếp tục. Sách nào. Sách đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Câu số 1 điểm gì con? Đúng gì? Hả? Từ gì? Câu số 1. À đúng gì? In nha, in my life, in our life. Tiếp tục là chị, mọi gia đình á đều có sách. B đúng gì? Ok, has a. Câu số 3. Chúng ta có thể đọc sách mọi nơi à? Nhìn thấy sách ở mọi nơi. Đáp nào? Kiên. B đúng không chị? Cái này cho chị là C. Còn cái từ lục phải có từ ất nhé. Ok. Tiếp. Câu số 4. Chúng ta học được nhiều thứ từ sách. Học là từ gì con? Learn. Learn. Tiếp tục. Sách. Cái gì nhỉ? Trong cuộc sống của chúng ta á. Giúp đỡ à? D đúng gì? Ờ. Giúp gì? Check in, bring in. Mang lại ứng dụng ra. Tiếp. Ngày nay có nhiều cái public. Public gì? Sao không có từ library nhỉ? À. Library. 6 điểm chỗ nào nhỉ? À nó đang bị mất 6 à? Câu 7 cho chị là gì? Thư viện đâu? Library à. Chị đang em thấy cái từ library nó hơi khác với cái từ library. À library mà em học. Đây là gì hả Kiên? Library là thư viện đúng không chị? Đây là số nhiều nhá. Nó là y dài. Được chưa? Nhưng mà số nhiều, nhiều thư viện thì nó sẽ y dài, đổi y ngắn thêm es. Được chưa con? Vâng. Ok. Câu số 8. Mang về nhà là gì? Kiên. Về đúng không chị? Về đúng không chị? Mang về nhà, bring home. Câu số 9. Mỗi năm hàng trăm cuốn sách cho trẻ em đâu? C. Này là D. Tiếp tục cho chị. Những cuốn sách này rất là thú vị. B đúng không? Không, cảm xúc con à, đây là tính chất của sách thì in hay ed.
In nhá. Cảm xúc con người ở trước này phải là con người thì me đê là interested, còn yêu sách thì sẽ interesting. Ok. Rồi bài này chính là bài số nhiều này. À, đưa anh nhìn nhá. Vâng. Thấy butterflies là con gì con? Con bướm luôn nhỉ? Bướm luôn. Okay, nó y dài đổi y ngắn thêm me s. Tiếp tục, nếu mà răng số nhiều thành gì con? Chì. Tiếp tục, watch đây là cái đồng hồ ấy. Nó sẽ thêm gì? ES là gì? ES. Ngôn ngữ này sẽ thêm gì? ES đúng không nhỉ? Thêm S nhá. Được chưa? Tiếp tục, giá sách này nó sẽ đặc biệt, shell đổi thành chữ S này đổi thành VS, ok. Nó đặc biệt ha. Rồi. Cái gì trong shop này rất là đắt? Câu 1 điền từ gì con? Đồng hồ à? Watches. Tiếp tục, đánh răng là gì? Thì đúng gì? Thì. Tiếp tục, những cái con bướm đầy màu sắc à? Butterflies. Butterflies. Ok, những cuốn sách này thì ở trên giá là gì? Shell. Shell. Bao nhiêu sách? Bao nhiêu ngôn ngữ đúng không? Languages. Languages. Tiếp. Trắc nghiệm nào đề 17. Bạn làm gì chiều hôm qua? Tôi học tiếng Anh là gì không? Thế. À gì? Ok, quá khứ là learn. Tiếp tục. Mỗi sáng con chim đang hót trước nhà. B. B. Bây giờ là mấy giờ rồi? What time it is, say. Okay, what time is it? Tiếp tục. Bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? Thành phố Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Giờ đúng gì? Rồi, thủ đô chỉ có một nên con dùng giờ. Tiếp tục. Robert đến từ nước Mỹ. From. Cô ấy hát rất hay và cô ấy muốn là một ca sĩ. Singer. Anh ấy làm việc rất cẩn thận vì vậy anh ấy thường đạt điểm cao. Careful. Động từ đi với trạng từ cho chị đưa ly nhá. Carefully. Động từ phải đi với trạng từ. Được chưa? Nếu mà động từ to be cơ thì mới đi với tính từ. Lan đến từ Việt Nam, cô ấy là người Việt Nam. Vietnamese. Rồi bạn của bạn như thế nào? Cô ấy rất là đáng yêu. Đây đúng nhỉ? Cái này cho chị đó. Nói về tính cách con người. Nó sẽ là what is like. Nhá. What is like. Rồi cho chị nào. Các từ nào khác biệt nào? Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, tiếng Trung Quốc. Ta nào có D. D. Ok. Quần jean, quần này, áo này, quần này. Đáp án nào? C. C. Ca sĩ này, cái nồi này, nhảy này. Người khiêu vũ này. Bác sĩ này. D đúng gì? À B. Rồi cái nồi là khác biệt. Cooker là cái nồi cần khổ. Mấy là đầu bếp. Rồi muốn này, có này, nhớ này, học này. Đã học. Learn. Ok, learn này, quá khứ và mấy thằng cái hiện tại được chưa con? Tiếp tục. Tàu này, thuyền này, tàu này, bến phà này. Bến phà. À, cái train này là tàu trên mặt đất đúng không? Cái này cũng tàu. Còn cái kia là dưới biển, à dưới sông.
Sửa lỗi sai. Lỗi sai đầu tiên nào. Get đổi thành gì con? Yes. Get up luôn gì? Ok, get up. Tiếp tục với chị nào. Đánh răng nào. Brush it. Đút thành teeth đi. Teeth. Tiếp tục. Đi bằng xe đạp là gì? Bye bye. Bye bye. Đi đến trường là gì? School giữ nguyên nhá, ít thôi. Không đi đến trường vào chủ nhật là gì? Không đi học vào chủ nhật là gì? Doesn't. No. Ok. Mù mắt. Trách nhiệm nào? Nhìn kìa, con chim đang bay trên bầu trời. Xe tiếp diễn xe. Tôi có một quả. Đây quả gì? Quả lê à hay quả đào nhỉ? Quả lê. Quả lê. Tao nào con? B đúng không nhỉ? B. A pear and an orange. Tiếp tục, mẹ của tôi chuẩn bị sandwich và sữa cho bữa sáng. Cái này có cần từ không? Không cần nhá. Ông. XX là không cần đấy. Đó, rồi cần từ đó thôi. Tiếp tục, chủ nhật tuần trước nào, đáp án nào con? À gì? Thách thành thúc. Tiếp tục câu số 5. Có hoa trong vườn không? Đúng gì? Flower số nhiều. Chọn đáp nào con? B. A. E, A, T. A. Tiếp tục tôi A. Không thể carry cái này. Đáp nào? C đúng gì? Những cái này à? Ok. David và Susan đang làm dự án bây giờ, ăn nào? Ê, đúng gì? Tiếp tục giáo viên chiều hôm qua đã nào con? C gì? C đi C. Henry quá khứ nào? C đúng gì? Ok, tôi chuẩn dấu. Câu 10. Một tuần bạn học bao nhiêu tiết tiếng Anh đó nào? C đúng gì? Ừ. Rồi đề 19 nào, câu 1. Có một đoạn nào con? C đúng gì? B, C. Câu 2. A. Ồ, đây là người, đây nhà hóa học. Còn mấy cái là môn học nhá, môn lý, môn lịch sử, môn toán. Câu số 3. D là gì? Ok, đây là bữa, còn mấy cái là món ăn. Câu số 4. Câu số 4. Cắm thêm quạt vào con. Cắm thêm quạt. Câu số 4 đó nào. Cái này đây là friendly là tính từ. Mấy thằng kia là trạng từ nhá. Friendly là tính từ nhá. Friendly nghĩa là gì con? Thân thiện nhỉ. Thân thiện ạ. Câu số 5. D đúng không? Nó đụng vào nhau, em tách ra. Câu số 5 đây là tính từ tired. Tired nghĩa là gì Đức Anh? Mệt ạ. Ok, bạn đến từ đâu? A. À. Không, người nước nào thì mới là Việt Nam chứ. Đến từ đâu là gì? Nước gì? Hay đúng nhỉ? B. Nước gì? B, Thailand. Bố bạn làm nghề gì? Teacher. C,
G. Hôm qua bạn làm gì? C đúng gì? Khi nào khóa học bắt đầu? Yeah. Quốc tịch của bạn là gì? À. Bạn đi đến trường như thế nào? D ạ. À. D. Bạn, bây giờ bạn đang làm gì? Bác chị. Ờ. Bạn thích gì nhất? Bạn thích gì nhất? Y đúng gì? Y. Ngày mai bạn sẽ làm gì? Ca. Ca. Bây giờ bạn đang đi đâu? Kiếp của hết câu à? À ok, em đến đến trung tâm ngoại ngữ. Chúng ta hãy cùng dừng làm việc lại và ăn gì đó. Flash cộng động từ như thế nào? Stop giữ nguyên đúng gì? Nguyên. Tháng sau tôi thăm Hà Nội. B. B. Lúc 8 giờ sáng nay anh ấy đang học tiếng Pháp. À. B. Ok, có cái thức gì đó. Ok, chú tôi có thể nói 4 ngôn ngữ rất là trôi chảy. Say đúng không? Thầy cho chị speak là nói nhá. To talk đó là nói chuyện, đó là speak language. Cô ấy làm việc bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân, cô ấy là một. Say nurse. Cô ấy tập thể dục rất là cẩn thận. Đây đúng gì? Trạng từ nhá, đề. Bạn học lớp nào? À. Bạn đi đến đó bằng cách nào? B. Bạn biết cái điện thoại ở đâu không? Không. C. Bạn nào? D. Có một cái. Bạn thế nào? Hãy gặp. À, rất vui được gặp bạn. Thế à chị? Thế à chị? Thank you. Bạn có muốn thêm trà không? Xong gì? Samothi. Anh tôi rất cao à? À. À. Bạn có thể nói cho tôi bây giờ mấy giờ rồi không? C đúng không? Tell me the time. Không còn quả táo nào cả. C đúng không? And not any. Xin lỗi tôi muộn. B. I'm sorry I'm late. Tôi có quyển sách này từ một người bạn của tôi. B đúng không? They of mine. Làm đi Đức ơi. Bạn khỏe không? D. Cái yes please này là mượn cái gì đó. D đúng không? Tôi khỏe đúng không? Đó là cái gì?
Đó là cái gì? Yep. Bạn bao nhiêu tuổi? Yeah. Bạn làm gì? À đâu? Ai chứ? Đó là ai chứ? Câu gì? Câu 4. Câu 4 đi con. Who is that? Stay. Bạn làm gì? Tôi có thể mượn bút được không? B. Cái này phát âm về đây nhá. Nào. Phát âm là ID này, cái này dễ nhất này. Cái này là đuôi T và đuôi D. Rồi đã nào con? Muốn nào? Muốn là từ gì con? Wanted. Nào từ vẽ nào? Draw. Làm gì có draw trong này đâu. Các từ ở trên thôi. Painted. Thăm nào? Visited. Bắt đầu nào? Started. Đuôi D nào? À đuôi T này. Watcher gì? Watcher. Nấu ăn nào? Cook. Water. Làm việc nào? Cook. Water. Hoàn thành nào? Minister. Rồi còn lại này. Còn đoạn này. Còn lại từ gì? Travel. Listen là the. Listen là day này. Play a day này. Và stay a day. Less điền từ gì con? Chúng ta hãy cùng đi đến rạp hát. Stay. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thích rạp hát. Gì? Hả? À. Có gì đang chiếu gì vậy? D đúng gì? What's on á? Thế còn đi xem phim thì sao? Yeah. Nó ở đâu à? B vào tối thứ ba đó nào con? Con của ấy sinh lúc 2 giờ chiều qua. Đó nào? B. Cà phê. Không sữa. The coffee. Một trong hai người họ hàng của bạn đang ở đây. Một B đúng nhỉ? Này chơi số ít cho chị đó. Với thằng either này số ít mà. Cái này là một trong hai người. Tom và tôi là gì? Tom and I. Mẹ của bạn đến đây. Bạn nào? Here comes
sống xa pha gì con? Pha gì? Trong 104 nào pha gì con? Đi ca chị. Trong ba from cái ấm trà này rỗng, không có trà, còn một chút thôi. Đó là C đúng gì? Này cho chị là little nhá. Little là gần như nâu ấy, là không còn trà nữa, gần như là trống rỗng. Quả táo này rất là ngọt. Sweetly. Hay D. Này cộng tính từ thôi. D sweet. Muốn nửa tá. Half a dozen. Bao nhiêu bơ bạn cần? Họ cần. How much? Bạn thường đi thư viện mượn sách. Mượn sách từ thư viện là đáp án nào? In the. Stay from. Borrow from là mượn từ đâu chứ? Chăm con là gì? Trông con là gì? Ất cái gì? Cho chị look after. Look after là trông non, chăm sóc nhé. Sống trên tầng 2 là gì? On the. Nhìn bài tập ở trang 20. Hát tương gì? Một trong có một con gà và một số cái gì đó. Câu này chắc thiếu. Rồi có một đáp nào con? C. A, B, C đều là thích. Còn này là gì? D. Thịt. Meat nghĩa là gì? Thịt đúng không gì? Gặp. Thịt là M, E, A, T nhá. Còn đây M, E, T là gặp. Rồi. Hai là con nào? Dolphin. Dolphin dưới nước, mấy con kia trên bờ. Câu ba. D. Trẻ. Câu 4. B. C. C trẻ. Wild đây là gì? Wild là gì nhỉ? Mà kiên. Rộng. Wild là rộng. Câu 5. D đúng nhỉ? Husband là gì con? Họ đang làm gì? B gì? B, what are they doing? Câu 2. 7 rưỡi tối. Bọn trẻ đang ăn tối. C. Hoa và bạn đang chơi cầu lông là gì con? B gì? B. Răng à? Cái gì màu gì à? Màu mắt chứ. Mắt với tóc màu gì đúng không? Cái nào con D? Cá bồi. Nam cao 1m7, anh trai cao 1m4. Anh trai thì cao hơn ạ. À? À thấp chứ. Short. Short. Này đi tính này. Giờ đi chơi bằng mình tìm. Hai tay và hai gì? Hai chân à? Hai tay và hai chân. Về đâu gì? Ê. Tay chân là những cái chi nhá. Nghe bằng gì?
Nghe. Đi. Nghe bằng tai. Bao nhiêu tiền? B. How much? Đừng uống cà phê trước khi đi ngủ. C đúng không nhỉ? Not any. Chỗ này có từ not nên em sẽ dùng any. Ăn gì? Ăn khỏe, ăn tốt là gì? B đúng không nhỉ? Eat well. Rồi, nhiều ô tô thì sao con? Cars. Ass. Nhiều vợ. VAS nha. Highway nào. Line này. Noi là gì con? Mũi đúng không chị? Mũi. Cái này tiếng ồn. Này tiếng ồn. Piano nào. Piano. Cá nào. Fish. Cái bé đúng gì? Vẫn là fish. Farmer thêm gì? Man thành man. Và lady là gì hả Đức Anh? Lady thêm gì? Ý dài đổi ý ngắn thêm mẹ. Rồi, câu 1, đáp án nào con? Một là A đúng không? Câu 1 là 2. B. 2C đúng không chị? Tính từ á? Văn hóa. Quốc gia. Chắc là cái này từ này nghe lời. Câu số 3. Ủa cái này sao lạ vậy ta? Tôi person. C. Câu số 4. À đúng rồi. Cái này thuyết phục là gì? Câu số 5. C đúng gì? Chịp đi. Mình rất là nghe lời. Câu số 1 là tôi sống ở số nhà đấy là đá nào con? C. Cỡ là có số nhà. Tôi đi mua sắm vào sáng thứ 2. Cut on. On Sunday. Cô ấy nói chuyện bạn, hãy nghe cô ấy. Listen to. C. Bạn của bạn thế nào? À, bạn của bạn. What gì nhỉ? What about? What about? Đến. Trên trần nhà có những gì? What about? Là thế nào? Trên trần nhà có bao nhiêu cái gì? Picture. Không, biết chờ là người có ép đâu, đèn nhá. Đèn ở trên cái ceiling, cái trần nhà. Có một số quả trứng. Quả trứng à? Quả trứng đâu? Many. Some hoặc many đều được. Tiếp. Mang đĩa và bát vào bếp à? Mang vào đâu? Ủa, câu dưới kiểu gì đấy? Câu 9 đi con. Tối nào cũng xem TV. Câu 9 là gì con? D đúng không? Câu 10, bạn có nghe tin tức trên radio không? À. À, on radio.
Làm hết 1:40 chưa con? Làm hết 1:38 chưa? Rồi chị. Ok. Rồi, thế thì chị gửi. À, thế là sách lớp 7 làm chưa nhỉ? Chưa chị. Còn sách nào lớp 6 không? Hết rồi chị. Hết rồi. Cái sách Vũ Thị Phượng hết rồi à? Em lục xem. Ồ, con còn sách nào làm nhá? Có đề cương không? Không. Rồi, thế để chị gửi sách cho in. Bye bye nha. Em chào chị.